Tiểu quỷ xỉa răng, xén lỗ tai, vỗ lưng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tần Quỳnh đã dùng cách gì để đối đãi với kẻ thua? Nếu trại chủ đã không chịu hợp tác, chúng tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Cha. Con à. Cha. Cha. Con à. Đây là ý trời. Bây giờ chúng ta đã có kỳ, đã có ấn, lại có cả Long Bào Dương Miện. Ông trời chính là muốn chúng ta lập đại kỳ. Nhân sinh tại thế, trừ ác hướng thiện, ai sẽ là người lên ngôi hoàng đế để thuận theo ý trời? Nhân sinh tại thế có thể trừ ác hướng thiện, đấu tranh để thiên hạ ổn định, không phí hoài kiếp này. Sự sắp xếp của Từ Mậu Công liệu có thành công xoay chuyển cục diện? Các vị hiền đệ, mọi việc giải quyết như ta nói. Nếu như hôm nay có thể bắt được Dương gia, trong triều chắc chắn tinh thần rời rạc. Đến lúc đó tôi sẽ đợi, nhất cử tấn công Trường An. Kính mời quý vị đón xem tiếp diễn biến hấp dẫn và bất ngờ ở tập 35 của bộ phim Triều Đại Tùy Đường, được phát trên TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20:10 thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020, để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim Giờ Vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.